Xin chào mọi người, hôm nay Anan sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng thảo dược thiên nhiên rửa mặt cao cấp Anan ha. Thì trước khi đi vào cách hướng dẫn sử dụng đó, thì Anan sẽ nói sơ qua về thành phần và công dụng của thảo dược rửa mặt Anan. Thì thành phần chủ yếu của từ thảo dược Anan chủ yếu từ 100% thảo dược thiên nhiên thôi, như là lược vàng, bạch chỉ, kim bạch chỉ, trà xanh, ngọc trai và một số thành phần cây thuốc khác giúp làn da của chúng ta sạch nhuyễn sâu là một này, thứ nữa là se khít lỗ chân lông là hai này, và thứ ba là giúp kháng khuẩn tránh tái mụn sau này cho các bạn là ba này, và cuối cùng là các bạn sử dụng trong một thời gian kéo dài thì sẽ thấy da của chúng ta mịn, mướt và trắng sáng lên từng ngày và giúp da của chúng ta rất là khỏe, bởi vì hoàn toàn từ cây thuốc mà. Sau đây là An sẽ hướng dẫn vào cách sử dụng ha. Chúng ta sẽ mở nắp ra. Cái mùi cây thuốc rất là thích, và cảm giác An ngửi vào An cảm giác thấy An rất là khỏe khoắn, bởi vì An rất là thích cái mùi này. Thì chúng ta sẽ sử dụng bột rửa thay, có thể thay sữa rửa mặt ngày 2 lần sáng và tối. Thì đối với trường hợp này các bạn làm ướt mặt cho mình ha, sau đó lấy một ít thôi nha, một ít bột rửa thôi, một ít bột rửa như thế này thôi nha các bạn. Sau đó chúng ta cho vào lòng bàn tay, lấy cho mình 1 đến 2 giọt nước, sau đó massage nha, massage mịn mịn cái bột rửa này, sau đó chúng ta sẽ massage lên toàn bộ khuôn mặt trong 30 giây đến 1 phút và các bạn rửa mặt lại sạch với nước sạch cho mình ha. Thì có nhiều bạn sau khi sử dụng xong á phản hồi với Anan là chị An ơi, sao em sau khi em sử dụng xong em thấy là da thứ nhất là rất là sạch này, thứ hai da rất là mướt này, và thứ ba là da cảm giác da sáng lên này, liệu có cái gì trong đó hay không, chị có hóa chất hay là có bất cứ gì không mà tại sao lại hiệu quả và nhanh như vậy. Thì Anan cũng nói luôn, và Anan khẳng định rằng trong đây là hoàn toàn 100% thiên nhiên, không có hóa chất và kể cả chất bảo quản cũng không có, cho nên khi các bạn sử dụng, các bạn mở nắp ra trong vòng 6, chúng ta chỉ sử dụng trong vòng 6 tháng thôi, quá 6 tháng là bột thảo dược thiên nhiên sẽ mất tác dụng và kém tác dụng đi, cho nên là các bạn lưu ý ha. Thì ngoài cái công dụng rửa mặt này, các bạn có thể sử dụng thảo dược thiên nhiên rửa mặt An thay như bột đắp mặt, tức là sao, tức là chúng ta có thể lấy một ít bột, sau đó chúng ta trộn cho mình một ít mật ong hoặc là một ít sữa tươi hoặc là sữa chua không đường, sau đó làm dạng hột và các bạn đắp lên 15 đến 30 phút rồi rửa mặt lại sạch. Thì mình cũng đảm bảo luôn là các bạn sau khi rửa xong các bạn cũng sẽ wow, rất thích, rất sạch, rất sáng da và rất là mịn da. nhiều bạn thì vẫn đặt câu hỏi là chị nói là bột rửa này là từ 100% thiên nhiên, nhưng em thấy công dụng sao mà nó nhanh như thế, thì liệu có phải là 100% thiên nhiên hay không? Thì theo các bạn thì bột rửa này có thể uống được không? Bây giờ An sẽ uống cho mọi người coi nha. Uống vào cảm giác cơ thể rất là khỏe, nhưng mà tuy nhiên các bạn đừng có bắt chước An ha, bởi vì có nhiều bạn cây thuốc thì nhiều bạn phù hợp và nhiều bạn không phù hợp, cho nên là đừng có bắt chước An uống ha. An đã hướng dẫn sử dụng xong cách rửa mặt thảo dược thiên nhiên An thì các bạn có thể comment bên dưới, hoặc là có bất cứ thắc mắc gì hãy gọi về hotline bên An ha, 0933361878 để được hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Chúc các bạn thành công và luôn luôn có một làn da khỏe đẹp.